Việt Trung đối thoại chiến lược quốc phòng Quan chức quốc phòng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc đối thoại chiến lược thường niên lần thứ 5 ở Hà Nội. Một trong những nội dung chính của đối thoại lần này là phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc trong quan hệ hai nước thời gian qua. Báo Việt Nam cho hay, đoàn Việt Nam do Thượng tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng, Quân Trung Quốc ông Nguyễn Chí Vịnh được dẫn lời nói tại cuộc đối thoại rằng đây là hoạt động nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, hai bên đã trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đây là lần thứ năm Bộ Quốc phòng hai bên có đối thoại chiến lược. Bắt đầu từ năm 2010, các đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh được giới chức Việt Trung thực hiện định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy hiểu biết giữa hai quân đội và thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai bên. Trong chuyến thăm làm việc từ ngày 10 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 8, ngoài việc chủ trì đối thoại quốc phòng, Thượng tướng Tôn Kiến Quốc cũng có một số hoạt động khác, trong đó có cuộc chào xã giao với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thành được biết cuộc gặp với tướng thanh kéo dài chừng nửa tiếng và ông tôn kiến quốc là vị khách nước ngoài đầu tiên mà ông phùng quang thanh tiếp sau khi ông chữa bệnh trở về cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng được việt nam thực hiện với nhiều nước trong đó quan trọng nhất là hoa kỳ và trung quốc bắt đầu từ năm nay việt nam và trung quốc còn bắt đầu cơ chế đối thoại an ninh cấp thứ trưởng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh quốc gia trung quốc